Hello mọi người, lại là Mập đây. Hôm nay Mập sẽ dẫn mọi người đi hành trình về quê với Mập nha. Sau một mùa Tết á, khá bận rộn với công việc á, cho nên Mập chưa có thể về thăm nhà được. Cho nên mọi người cùng theo chân Mập về thăm nhà sau mùa Tết như thế nào nha. Cùng theo chân Mập nha mọi người. Let's go thôi. Sau khi dành khá nhiều thời gian bon bon trong quốc lộ 1A rồi thì mình đi vào con đường N2 nha. Nói chung vào đường này thì cực kỳ mát mẻ, với lại đường nói chung cũng vắng nha mọi người. Tại vì sau Tết mà mọi người cũng di chuyển cũng ít cho nên khá là thông thoáng nha mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ cũng chạy cẩn thận nha, đừng chạy nhanh quá, cũng có sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta nha mọi người. Đó, mọi người thấy đường vào tới Đồng Tháp không mọi người? Đó, xung quanh toàn là ruộng lúa hết, vàng rực cả hai bên đường. Đó, mọi người thấy không? Nhìn cảnh đẹp đồng quê rất là đẹp luôn á. Nói chung là tới đây rồi không khí nôn về nhà, với lại là
mọi thứ á, nó đẹp lắm mọi người. Thứ nhất á, là đi bên đường về vùng quê á, nhìn nó rất là thanh bình ha, mọi áp lực mà công việc các bạn đang đang làm hay gì đó, mọi thứ nó đều tan biến hết đó. Nhìn cảnh xung quanh đẹp không mọi người, đó ruộng lúa vàng rực luôn á. Giờ thì tụi mình đã trên đường vào Mỹ An nha mọi người. Nói chung là cũng gần về tới nơi của mình rồi. Mình ở bên Sa Đéc á. Nói chung là nhiều điều thú vị ở tại Sa Đéc lắm. Mọi người cứ theo chân mình nha. Mình sẽ cho các bạn trải nghiệm thế nào là vùng quê tuyệt đẹp ha. Rộng lúa, đường lúa, các kiểu luôn. Cùng theo chân mình nha.
mọi người thấy cung đường về quê của mình như thế nào, có đẹp không mọi người? Đó, cung đường mọi người về quê mọi người có đẹp như vậy không? Thì ở ở đây có rất là nhiều điều thú vị ha. Nhưng mà về tới đây rồi thì cũng cần về tới nhà của mình rồi á. Mình sẽ trải nghiệm cho các bạn ha, là đi phà nha. Rồi, mọi người cùng trải nghiệm đi phà Sa Đéc với mình nha mọi người. Mọi người thấy đó, không chỉ có riêng mình đi về quê dịp sau Tết đâu, cũng có nhiều anh chị cũng bận công việc nhiều chứ. Trên đường mình đi về cũng về sau Tết thì mọi thứ nó sẽ thong thả hơn, thời gian nghỉ nó cũng sẽ dài hơn một xíu, với lại là cũng hơi buồn vì Tết mà thì nó có nhiều vui hơn, nhưng mà về nhà thì nó cũng sẽ được thích hơn đó mọi người. Cho nên mình có dịp thì mình cứ trở về nhà nha. Đó mọi người ơi, đó em đã tới phà Sa Đéc rồi nha. Thì mỗi chuyến ở đây mình mua vé thì chỉ có 15.000 thôi. Đó, rất là nhiều anh chị ha cũng đi đường phà như mình ha. Người thì đi về từ thành phố, người thì đi đi chơi, đi du lịch, giao lưu giữa hai bên, đi trên đường về, nói chung cũng đông vui lắm mọi người. Đó, nói chung là thích đó mọi người. Nói chung là ở đây ngồi kiểm lâu rồi mới có cảm giác đợi phà, với lại cảm giác cũng nôn nao tại vì gần tới về nhà rồi mọi người.
Nãy giờ ở trên phà mọi người cảm giác mát lâng lâng, từ nó mát từ lòng sông á, nó đã lắm mọi người. Với lại tới đây thì chuẩn bị về tới Sa Đéc rồi, thì mọi người cùng theo em về nhà nha. Nhưng mà trời cũng sắp tối rồi thì mọi thứ ở đây nó hơi mờ mờ xíu á, cho nên mọi người thông cảm giúp em nha. Em cảm ơn. Dạ thì về tới nhà rồi thì em cũng đói bụng quá, thì em mời mọi người đi ăn lẩu bờ kè với tụi em nha. Với lại thêm mấy món đồ nướng nữa. Thì cả bữa ăn của tụi em cũng rẻ à, cũng chưa tới 300 đâu. Nhưng mà thật sự là chỉ ăn đồ ăn thôi, chứ còn ăn mì, ăn bún gì. Nói chung là nồi lẩu chất lượng luôn á. Thì anh chị em nào ghé Sa Đéc nhá, ra bờ kè nha. Quán này cực kỳ ngon luôn. Với lại nước chấm của tiệm thịt nướng ở kế bên á, thần thánh là mọi người. Ăn đồ nướng cực kỳ đậm vị luôn á. Em mời mọi người nha. Mời mọi người nè. Nó béo. Nó chấm thần thánh. Mời mọi người nha. Mọi người thấy đó, về em ăn được rất nhiều món đồ ăn ngon ở tại đây, nhưng mà giá thành rất là rẻ luôn mọi người. Cả bữa tụi em ăn á chưa tới 300.000 nữa, nhưng mà rất là nhiều luôn, ăn no căng bụng luôn á. Thì cả ngày hôm nay em đi cũng hơi mệt rồi, với lại em cũng
chia sẻ về chặng đường hành trình đó, về quê của mình đó, cảnh đẹp rất là đẹp á. Nói chung anh chị mà yêu thích video của em á, nhớ cho em thêm một đăng ký, một like, một tim để em có thêm động lực nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. À.